khất thực sa môn khất thực nuôi thân là đang sống hạnh thoát trần tu tâm cũng vì muốn tạo phước âm sa môn khất thực tu tâm tháng ngày đến giờ ôm bát trên tay chỉ xin vừa đủ trong ngày không dư giữ gìn giới hạnh nhà sư đầu trần chân đất ẩn cư xa nhà học tu sáu pháp phật đà mỗi ngày khất thực để mà nuôi thân để mà giải thoát tục trần để mà xeo tạo phước ân với đời đi bác xin ăn xin ăn đi bác trang nghiêm không nên nghiêng ngó láo liên mọi người không nên nói nói cười cười không nên nhìn mặt của người cúng dân Tay ôm bình bát vừa tầm Thức ăn vừa vặn đủ phần không dư Nhẹ nhàng thông thả từ từ Trang nghiêm thọ thực Tâm tư tưởng về Thọ dùng vật thực chẳng mê Chỉ vì nuôi mạng chẳng hề tham ăn Nghĩ công thí chủ nhọc nhằn Cúng vàng để tạo phước lành mai sau Tấn tu giải thoát mau mau Mình và Thí Chủ cùng nhau phước lành Sống, Độc, Cư Độc cư hạnh sống một mình Ở nơi thanh vắng, thật tình độc cư Một nơi thiền thất riêng tư Không người chung chạ độc cư một mình Căn phòng trống trải lặng thinh Đồ dùng ít ỏi thật tình đọc cư những gì náo loạn tâm tư tivi điện thoại phải từ bỏ đi càng không tích trữ vật gì tâm càng thanh thản thì càng dễ tu dễ dàng hạ thủ công phu dễ dàng thành tựu pháp tu an lành dễ dàng thiền định thực hành dễ dàng phân biệt sắc danh trong ngoài tuệ tri giáo pháp duyên sinh ngộ ra ba tướng sinh là diệt ngay vô thường là tính đổi thay khổ là bức bách thân này diệt sinh vô ngã chẳng có dáng hình chỉ là xả tạm diệt sinh vô thường xả ly tham ái đoạn trường xả ly chấp thủ chấp thường bấy lâu xả ly chấp lạc tầm cầu xả ly chấp ngã từ lâu sai lầm vô minh diệt tận nơi tâm cũng nhờ hạnh sống âm thầm độc cư hạnh đầu đà mười ba pháp hạnh đầu đà cho người tinh tấn thiết tha thực hành đoạn trừ phiền não thật nhanh thiểu dục tri túc thực hành là đây một là nhặt vải từ thay hoặc từ hố rác mai y đầu đà, hai là chỉ mặc tam y, không hơn không kém, thọ trì chánh chân. Ba là cất thực nuôi thân, hàng ngày ôm bát, chánh chân thọ trì. Bốn là chẳng được suy bì, từng nhà cất thực chỉ vì nuôi thân. Năm là ăn chỉ một lần ngồi rồi đứng dậy một lần bữa ăn sáu là chỉ thọ trong bình những gì trong bát thì mình mới ăn bảy là vật thực đã ngăn dù sao nhận nữa không ăn đầu đà tám là ở chốn rừng già tỉnh tu thì phải tránh xa sớm làng chính là ở dưới gốc cây ngày đêm trú ngụ ở đây tu hành. Mười là ở chỗ tịnh thanh. Ở nơi trống vắng. Thực hành tĩnh tu. Mười một nghĩa địa vắng tanh. Nơi đây thích hợp. Hành thiền tử thi. Mười hai được chỉ ở đâu. Vui lòng ở đây. Không cầu cành chi. Mười ba là pháp thọ trì. Không nằm mà chỉ đứng đi hoặc ngồi đó là những pháp tô bồi cho người tinh tấn hành rồi làm gương niềm tin giáo pháp cụ trường từ người tri túc tấm gương đầu đà